phổ lan cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên hạng nguyên thuộc hạnh khí không lỗi lầm là phổ lan cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phổ lan cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phổ lan cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phổ lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao. Nam mô Bụt Thà Giả. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Thà Thầm Mà trên Phạo Thọ, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. BM Hao Tôn 8 giờ đến 10 giờ sáng. Paris từ 2 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019, Phật lịch là 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trường Bộ Kinh Dita Nigaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta, ba pháp cần phải đoạn trừ, sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ và ngồi tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thà Giả. Có lẽ Thượng Tọa Tận Minh Hạnh sắp vào, quý vị còn chờ chờ một chút. Không biết là quý vị thấy Thượng Tọa Minh Hạnh vào chưa? Quý vị còn chờ chờ một chút. Quý vị xin chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp định lễ tam bảo. Đức tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh viên tri Minh Hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiền thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Đức tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật thiền hành như hành chánh hành gồm bốn đôi tám vị các ngài xứng đáng thọ nhận năng trọng kính cung kính cúng dường chấp tay định lễ là phước điền vô thượng bảo nguyện cầu quý đức Phật bảo nguyện cầu quý đức pháp bảo nguyện cầu quý đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường những mộng mị xấu xa những nghiệp duyên ngài hãy đều mau tan biến người muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ người sợ hãi sợ hãi người sầu phải sầu biết cho với niềm tin biết khổ trì dễ hạnh biết lạc trú trong thiền chư thiên đã vâng xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực chư độc giác đại lực tinh văn giác đại lực nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lực phát sinh.
À, quý vị, hôm nay là thì giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu, nhưng bây giờ này thì vẫn chưa thấy Thượng tọa Tuệ Siêu vào. Hôm nay chúng ta học về ba pháp cần phải đoạn trừ, ba pháp liên quan đến dục ái, hữu ái và phi hữu ái, một đề tài rất là rộng lớn khi mà đề cập đến tứ niệm. Và do vì chúng tôi đặc biệt trích một bài viết của ngài Wapula Rahula về ái, về tập đế, và mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho bài chánh kinh hôm nay. Sau đó nếu Thượng tọa Tuệ Siêu vào, và thấy Thượng tọa Tuệ Siêu đã online rồi, quý vị quan hỷ chờ trong giây lát, có thể Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ vào room bây giờ. Lúc sau này thưa quý vị, thỉnh thoảng có nhiều khi chữ tăng vào trong room nhưng mà không có vào bao thoát, nhưng mà không bắt vào rung được vì lý do gì đó, trở ngại về kỹ thuật của thoát. Và xin bà Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa có cầm mic được không? Nếu thì được thì xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Thầy. Em xin lỗi quý vị, chúng tôi vừa kể dư lần hôm nay Thượng tọa diễn nhập với đọc bài. Thì em xin đọc bài hơi sớm à. Mới có 2 giờ, cũng mới có 8 giờ 5 phút là đã xong rồi. Chiều đến giờ chúng tôi mất đi dạy ở Cần Thơ. Chúng tôi về đến đây là gần 7 giờ. Ồ, chưa đọc bài, chưa đọc bài một Thượng tọa. Thượng tọa mời chi gì? Chúng tôi tưởng đâu là đọc bài rồi, cho nên Thượng tọa dẫn nhập, Thượng tọa mới mời. Ồ, dạ, vậy bây giờ xin mời cô Tư Mẫn đọc bài. Bài học ngày hôm nay rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng. Con xin đọc bài giáo trình trường bộ kinh hướng dẫn bài học hôm nay của ngày 21 tháng 7 năm 2019. Bài kinh thập thượng Dasutara Sutta 3.4, ba pháp cần phải đoạn trừ. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại. Có ba pháp đưa đến thù thắng, ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Cà ta mê ta dô thầm mà, bà hà tập bà, tích sô tăng hà, ca mà tăng hà, pa hòa tăng hà, vi pa hòa tăng hà. Y mê ta vô thầm mà pha hòa tăng hạ. Thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, đó là ba pháp cần phải đoạn trừ. Chú thích sau đây, trích từ kho tàng pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn. Ba pháp cần phải đoạn trừ, ba hà ta tắp ba đam mà. Ở đây chỉ có ba ái, tăng hạ. Một, dục ái.
Kama tăng hà, sự khát vọng mong muốn hưởng ngũ dục lạc, sự tham ái duyên theo cảnh sắc, thinh hương vị và xúc. Số 2, hữu ái phawa tăng hà, sự khát vọng mong muốn cõi tái sanh, sự ái luyến thiền lạc và sự tham ái có liên hệ với hữu kiến hoặc thường kiến sasatadithi. Số 3, phi hữu ái vipawa tăng hà, sự khát vọng ái tham liên hệ đến tà kiến đoạn diệt, tức là ái vô hữu kiến hoặc đoạn kiến uccedadithi. Giải thích về ái tăng hà sau đây được trích từ quyển Đức Phật dạy những gì của ngài Wapholarahula, bản dịch của Ni sư Thích Nữ Trí Hải. Nguyên nhân của khổ. Chân lý thứ hai là chân lý về sự phát sanh hay nguồn gốc của Dukkha Amudaya Ariya Sakya, khổ diệt thánh đế. Định nghĩa danh tiếng và thông dụng nhất về chân lý thứ hai được tìm thấy trong rất nhiều bản kinh nguyên thủy như sau. Chính ái, tăng hà, đồng thời với hỷ và tham đã đưa đến tái sinh để tìm lạc thú chỗ này hay chỗ khác. Ái gồm ba thứ là một, khác ái đối với khoái lạc, giác quan, dục ái, kama tăng hà. Khác ái hiện hữu và trở thành, hữu ái là phawa tăng hà. Và ba, khao khát đừng hiện hữu, diệt ái, mong tự hủy diệt, vi phawa tăng hà. Sự chính khao, chính sự khao khát, ham muốn, dục vọng thèm thuồng xuất hiện dưới nhiều hình thức đã làm phát sinh mọi hình thái đau khổ và sinh tử, nhưng không nên xem đấy là nguyên nhân đầu tiên. Vì theo Phật, mọi sự phụ thuộc lẫn nhau nên không thể có nguyên nhân đầu tiên. Ngay cả khát ái được xem như là nguyên nhân hay nguồn gốc của dukkha cũng tùy thuộc vào một yếu tố khác để phát sinh. Đấy là thọ, quê đa nà, số 2, và thọ phát sinh tùy thuộc vào xúc, phát sắc. Cứ nói tiếp nhau trên một vòng tròn và thuật ngữ học gọi là duyên khởi. Bà tích cha sa mu bà đa sẽ được bàn sao. Như thế, ái không phải là nguyên nhân đầu tiên hay độc nhất của sự phát sinh ra khổ, nhưng đấy là nguyên nhân trực tiếp và rõ rệt nhất. Số 4. Chính vì vậy mà ngay trong những bản kinh Pali, tập ế hay nguồn gốc khổ được định nghĩa là những bất tịnh sơ hở, kilesa sasawathamma, phiền não hữu lậu pháp. Ngoài khác ái luôn được xem như yếu tố chính. Số 5. Ở đây ta chỉ cần nhớ rằng trọng tâm của ái là ý niệm sai lầm về ngã do vô minh mà có. Khác ái không chỉ là ham muốn, bị trói buộc vào khoái lạc, giác quan, tài sản, quyền lực, mà còn là ham muốn bị trói buộc vào những tư tưởng, lý tưởng, quan điểm, lý thuyết. Khái niệm và niềm tin Dhamma Tanha, pháp ái, theo sự phân tích của Phật, tất cả tranh chấp trên đời, từ gây gổ trong gia đình cho đến đại chiến lược các quốc gia, đều có gốc rễ ở khát ái này. Số 7. Theo quan điểm ấy, mọi vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội đều có cội rễ và lòng tham vị kỷ, nhưng những chính khách muốn dàn xếp những tranh chấp quốc tế mà chỉ bàn
chiến tranh và hòa bình trong lĩnh vực chính trị, kinh tế là chỉ chạm cái vỏ bề ngoài, không bao giờ động đến cội gốc đích thực của vấn đề. Như vậy, như Phật đã dạy tôn giả Pratapala, thế gian thiếu thốn, khát khao và nô lệ cho dục vọng, tanha đã sụn. Ai cũng nhận rằng mọi tai họa trên đời đều do dục vọng ích kỷ gây nên. Điều này không khó hiểu. Nhưng làm sao dục vọng khác ái lại có thể đưa đến tái sinh, sự có mặt trở lại, Ponopavika, là vấn đề không phải dễ lãnh hội. Chính vì vậy, ta phải bàn đến khía cạnh triết lý sâu sắc của chân lý thứ hai, trong tương quan với khía cạnh triết lý của diệu đế thứ nhất. Ta cần phải có vài ý niệm về thuyết, nghiệp và tái sanh. Có bốn thức ăn, ahara, theo nghĩa nguyên nhân hay điều kiện, duyên, cần thiết cho hữu tình tiếp tục sống và tồn tại, đoạn thực. Kabalinikarahara, thức ăn vật chất không thông thường, xúc thực. Pasahara, sự tiếp tục của giác quan, kể cả ý thức với ngoại giới, thức thực. Vinanahara và tư niệm thực, mano sang che tanahara, ý chí hai ý của tâm. Trong bốn điều kiện trên thì cái cuối cùng tư niệm chính là ý muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, tương tục tăng trưởng. Số 9, nó tạo nên nguồn gốc của cái sự sống và tiếp tục tiến tới trước bằng những cái nghiệp thiện và bất thiện. Kusala, kusala kamma, nó cũng chính là ý hành hay tư chetana. 11, ta thấy trước đây rằng ý chí là nghiệp. 12, như chính Phật đã định nghĩa, nói đến tư niệm vừa kể trên, Phật đã dạy rằng khi người ta thiếu tư niệm thực, người ta sẽ hiểu được ba hình thức khác ái. 13, như thế ái, ý hành, tư niệm và nghiệp đều có cùng một nghĩa, đó là dục vọng, ý chí muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, muốn trở thành, muốn tăng trưởng, muốn tích lũy không ngừng, đó là nguyên nhân phát sinh ra khổ. Dục vọng ấy được nằm trong hành uẩn, một trong năm uẩn cấu tạo nên một chúng sinh. Số 14, đây là một trong những điểm chính yếu và quan trọng nhất của giáo lý Phật. Vì vậy chúng ta phải thận trọng để ý, nhớ rõ ràng phát sinh đúc khác, chứ không ở đâu bên ngoài. Đây là ý nghĩa của câu danh tiếng thường được thấy trong các nguyên văn của bản Pali. Dần kinh chi sa mu đa dạ thầm mặn thầm mặn sập bằng tầm ni rô sa thầm mặn, bất cứ cái gì thuộc bản chất của sinh cũng thuộc bản chất của diệt. Số 15, một người, một vật, một hệ thống lý thuyết khi đã có bản chất của sự xuất sanh biểu hiện thì cũng có luôn trong đó một cái bản chất mầm mống của sự chấm dứt và hủy diệt. Như thế, vì dukkha ngũ uẩn có trong nó cái bản chất của sinh, nên cũng có luôn trong nó bản chất của diệt. Điểm này sẽ được bàn trở lại trong phần nói về diệu đế thứ ba, diệt, nirodha, danh từ Pali kamma hay là sanskrit kamma. Chữ Sanskrit nghĩa là làm, có ý nghĩa hành động. Nhưng đạo Phật về nghiệp, nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nó chỉ có nghĩa không phải tất cả mọi hành động. Nó cũng không có nghĩa là hậu quả của hành động như nhiều người đã dùng một cách sai lạc. Trong Phật học, nghiệp không bao giờ có nghĩa là hậu quả.
Hậu quả của nghiệp được gọi là nghiệp quả, kala hay dị thục, vibhaga. Ý chí có thể tương đối thiện hay ác, bởi thế nghiệp có thể thiện hay ác một cách tương đối. Nghiệp thiện, nghiệp thiện kusala phát sinh thiện quả, bất thiện akusala phát sinh ác quả, khác ái, ý chí. Nghiệp dù thiện hay ác đều có hậu quả của một năng lực tiếp tục theo chiều hướng thiện hoặc ác. Nhưng thiện ác đều tương đối, đều ở trong vòng luân hồi samsara. Một vị A-la-hán dù có hành động cũng không dồn chứa nghiệp, vì đã giải thoát khỏi tà kiến hay quan niệm sai lầm về ngã, khỏi khát ái, muốn trở thành, muốn tiếp tục, khỏi mọi phiền não, sơ hở khác, gọi là kilesa sa sa wa tham ma, phiền não hữu lậu pháp đối với vị ấy không còn tái sinh nữa. Không nên lầm lẫn thuyết nghiệp báo với cái gọi là đạo đức công bằng hay là thưởng, thưởng và phạt. Ý nghĩa về đạo đức công bằng hay thưởng và phạt phát sinh do quan niệm có một thực tế tối cao, một thượng đế để ngồi phán xét, ban luật lệ và phân định chính là danh từ công lý. Hồ đồ và nguy hiểm, nhân danh nó nhiều tai hại đã đến cho nhân loại hơn là lợi ích. Lý thuyết về nghiệp và luật nhân quả, hành động và phản ứng, nó trình bày một định luật tự nhiên, không dính líu gì đến ý niệm công bằng, thưởng và phạt. Mọi hành động do ý muốn đều phát sinh quả hay hậu quả của nó. Nếu một nghiệp thiện phát sinh quả lành và một nghiệp ác phát sinh từ quả dữ, thì đấy không phải là sự công bằng hay thưởng phạt do một quyền năng nào đó để ngồi phán xét, rồi ban lệnh, mà đấy chỉ là do bản chất của nghiệp, luật lệ của nghiệp là vậy. Điều này không có khó hiểu. Nhưng điều khó hiểu là theo thuyết nghiệp báo, nhiều ý có thể tiếp tục biểu hiện cả trong một đời sống về sau. Vì vậy ta phải hiểu theo chết nghĩa là gì. Trên đây ta đã thấy con người chỉ là một sự kết hợp những sức mạnh hay năng lượng về vật lý và tâm linh. Cái ta gọi chết chỉ là sự chấm dứt hoàn toàn những vận hành của cơ thể vật lý. Nhưng những sức mạnh năng lực kia cũng cùng chấm dứt với vận hành của thân xác hay không? Phật giáo bảo không. Ý chí dục vọng, khát ái, muốn tồn tại, muốn tiếp tục, muốn trở thành là một sức mạnh ghê gớm, điều động toàn bộ những đời sống, những sự sinh tồn, điều động cả toàn thế giới. Đây là sức mạnh lớn lao nhất, năng lực trong hoàng vũ. Theo Phật giáo, sức mạnh này không ngừng nghỉ cùng với sự chấm dứt vận hành của thân xác mà ta đã gọi là chết. Nó vẫn tiếp tục biểu hiện dưới một hình thức khác, phát khởi sự tái hiện hữu mà người ta gọi đó là tái sinh luân hồi. Dạ, mô Phật. Dạ, cho con xin biết tín hiệu. Dạ, mô Phật, còn có nghe tiếng được con không ạ? À? Dạ, cảm ơn Sư Phong Lan. Bây giờ một câu hỏi khác nảy sinh trong trí. Nếu không có một thực tế trường cũ bất biến như ngã hay linh hồn, thì cái gì có thể tái hiện, tái sinh sau khi chết? Trước khi bàn đến sống sau khi chết, ta hãy xét đời này là gì và nó đang tiếp tục ra sao. Ta gọi đời sống nhiều lần chỉ là cái sự kết hợp của năm uẩn, một phối hợp những năng lực vật lý,
những uẩn chuyển không còn như cũ trong thời khắc tiếp. Chúng sinh ra rồi diệt trong từng sát na. Mỗi lúc các uẩn sinh suy tàn và diệt. Chúng sinh ra rồi diệt trong từng sát na. Mỗi lúc các uẩn sinh suy tàn và diệt. Hỏi các tỳ kheo là mỗi lúc các ông sinh ra già và chết. 16. Như thế, ngay cả bây giờ trong đời sống này, chúng ta cũng được sinh ra và chết trong từng giây phút. Thế mà chúng ta nếu ta có thể tục, không cần có một bản thể trường cũ bất biến như ngã hay linh hồn, thì tại sao không hiểu được rằng sau khi thân xác không còn vận hành, những năng lực kia vẫn có thể tiếp tục mà không cần một bản ngã hay linh. Khi thân xác vật chất này không còn ấy, những năng lực không chết theo với nó mà tiếp tục nhận một hình dạng khác mà ta gọi là một đời khác trong một đứa trẻ. Mọi khả năng vật lý, tâm linh và trí thức đều yếu ớt, nhưng nó sẵn sàng để trở thành đầy đủ lực vật lý và tâm linh, đã làm thành cái mà ta gọi là linh hồn ấy. Trong chúng, khả năng nhận định một hình thức mới tăng trưởng và thâu nhập sức mạnh cho đến khi đầy đủ. Vì không có bản thể trường cũ bất biến nên không có gì đi từ một lúc này đến lúc kế tiếp. Bởi thế, hiển nhiên không có cái gì trường cũ hay bất biến có thể đi hay luân hồi từ đời này đến một đời sau. Ấy không gián đoạn, nhưng biến đổi từng giây phút. Chuỗi ấy thật ra không là gì ngoài ra sự chuyển dịch. Nó giống như một ngọn lửa cháy thâu đêm. Không phải là một ngọn lửa, cũng không phải là khác. Ông già 60, dĩ nhiên ông già lục tuần không phải là một với đứa trẻ 60 năm về trước, nhưng cũng không phải là khác. Cũng thế, một người chết ở đây và tái sinh ở một nơi khác, không phải cùng là một người ấy, cũng không phải là khác. Na cha so, na cha anyo, đây là sự tiếp tục của cùng của một chuỗi. Sự khác nhau giữa chết sống chỉ là một sát na tâm. Thời khoảng rất ngắn cho một niệm khởi lên. Tâm. Cuối cùng trong đời này định đoạt tâm đầu tiên trong đời sau. Nhưng kỳ thực chỉ là sự tiếp nối cuối cùng của một chuỗi liên tục. Ngay cả trong đời này cũng thế. Một tâm niệm khởi lên định đoạt tâm niệm khác kế tiếp theo. Bởi thế, theo Phật, đời không phải là cái gì huyền bí, và thật và Phật tử không bao giờ thắc mắc về vấn đề này. Bao lâu còn khác ái trở thành, thì sinh tử luân hồi vẫn còn tiếp. Khi nào sức mạnh điều khiển nó và khác ái đã bị chặt đứt nhờ trí tuệ thấy rõ thực tại chân lý và niết bàn. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, con thành kính cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, con xin xuống mít. Anh Nam Mô Bố Tha. Dạ, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Văn Đại Đức Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, như chúng ta đã được nghe về cái hành trạng của
phát án. Chính cái sự phát án nó trở thành một cái tập khởi cho sự khổ, mình được gọi là đúc khắc sambodhiyo. Bởi vậy các ái này là pháp cần phải được đoạn trừ. Các ái nó được nói đến ở đây gồm có ba: dục ái, hữu ái, phiền hữu ái, kama tanha, không có tanha, quý không có tanha. Có nhiều cách giải thích về hữu ái và phi hữu ái. Nhưng ở đây trong cái bài đọc cũng như ở trong thanh tịnh đạo có đề cập đến, căn bản vẫn là dục ái. Cái sự ái tham dính mắc bám víu vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sụp gọi là dục ái. Khi một người có cái tâm tham ái như vậy, họ mới nghĩ đến làm sao cái này nó được thừa còn. Nó là vĩnh hằng, bất biến. Như vậy thì cái ái này gọi là hữu ái. Nếu như một người họ hưởng dục với cái tâm ái nhiễm, đi tìm theo đó là một cái quan điểm, một cái tà kiến. Chết là hết. Thì như vậy họ rơi vào cái tình trạng gọi là phi hữu ái. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu cái hữu ái giữa cái dục ái và cái hữu ái nó khác nhau ở chỗ dục ái tức là ái ở trong các cảnh dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ. Nhưng mà có người họ từ bỏ được cái dục ái đó, họ có thể ngay trong hiện tại không có tham đắm ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ. Nhưng mà họ có sự mong muốn, họ muốn được tiếp tục trở thành ở trong cái kiếp sống tương lai, trong cõi dục làm chư thiên của nhân loại, hay là trong cõi sắc, cõi vô sắc làm những vị phẩm thiên. Thì như vậy ái trong tái sanh ba cõi, sự tái sanh ba cõi thì như vậy cũng gọi là hữu ái. Hay là một người họ có thể ly dục
viễn ly các dục. Họ tu chức các thiền. Trong thiền đó nó có một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, hay hỷ lạc do định sanh. Ly hỷ trú lạc, sáng niệm thanh tịnh, chức và trú thiền thứ tư. Thì khi mà họ cảm thọ thoải mái dễ chịu do hạnh phúc từ tâm định, thì lúc bây giờ vì chưa được diệt trừ vì não cho nên họ trở thành tham đắm ái dĩ bên trong cái gọi là chana đi cần ký, tức là thiền lạc. Cái sự ái dĩ đó cũng được xem như là hữu ái. Thì ở đây kể như là dục ái và hữu ái, chúng ta giải thích theo nhiều cái cạnh như vậy thì cũng ổn. Mà ở đây chúng ta thấy trong cái danh từ gọi là pháp quá tăng ha, và cái chữ sau gọi là quý pháp quá tăng ha, có nghĩa là hai cái ái này nó có cái sự đối lập với nhau, về nó dị biệt với nhau về cái ý nghĩa, mà phải cho nó cân đối. Vì thế cho nên ở đây chữ pháp quá tăng ha chúng ta hiểu là ái thị kiến, và quý pháp quá tăng ha là kiến. Cũng có người họ giải thích dục ái là ái trần, dục lạc, còn hữu ái tức là ái trong các cái cõi vui hữu sắc. Còn phi hữu ái họ cho rằng là ái và vô sinh, mà cái cách giải thích thứ ba này là hoàn toàn bị bác bỏ, vì chưa từng có cái chữ pháp quá tăng ha, quý pháp quá tăng ha mà chỉ cho cái cõi sắc vô sắc. Pháp quá là quý pháp quá, hai cái từ đó không có gọi như vậy. Thì ở đây dù như thế nào đi nữa thì và ái dục ái hữu ái phi hữu ái đó là ba pháp cần phải được đoạn trừ. Vì sao cần phải được đoạn trừ? Vì nó chính là cái nguồn gốc dẫn đến cái sự khổ hay là khổ đế. Nó là tập khởi của khổ. Và khi mà chúng ta nói đến ái là tập khởi của sự khổ, thì ở đây chúng ta có một vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu theo A Di Đà. Thí dụ nó thì dục ái dẫn đến cái sự khổ hiện tại và khổ tương lai, thì ở đây chúng ta nên biết rằng trong bài kinh Đại Khổ Quẩn
trong bộ kinh Đức Phật Ngài có nói đến vì ngọ của các dục, sự nguy hiểm của các dục và sự sức liên với các dục. Và chính do hỷ tham đối với dục lạc mà khi con người đã mê đắm thì nó phải là nô lệ cho tham ái suốt cuộc đời quần quật, đi làm thì có tiền chỉ để ăn, chỉ để xài, chỉ để xe xua, với những cái trang phục, những cái trang sức, mặc dù cực khổ nắng mưa dễ dòng nhưng họ vẫn phải làm để chỉ có được cái đồng tiền. Thì như vậy cái khổ đó nó phát sinh là do từ đời dục ái. Chính vì do hỷ tham đối với các dục mà con người mới đi đến cái chỗ đấu tranh, cạnh tranh với nhau. Cha mẹ tranh đoạt với con cái tranh đoạt với cha mẹ, anh em tranh đoạt với anh em, chị em tranh đoạt với chị em, tranh đoạt với dân, dân tranh đoạt với vua, cứ kình chống với nhau, tranh giành với nhau chỉ vì dục lạc, chỉ vì cái sự hưởng thụ dục lạc. Đó cũng là một cái sự khổ, nhân sinh khổ là do ái. Rồi ở đây có một vấn đề khác chúng ta phải hiểu là đời sau là sinh lên có tiếp tục có mắt để thấy cảnh sắc, có tai để nghe tiếng, có mũi để ngửi mùi, có lưỡi để nếm vị, có thân để xúc chạm. Tất cả những cái nguyên nhân đó đều là do hiện tại ái lý cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Chính do ái đó mà đời sau sanh ra có mắt tai mũi lưỡi thân. Bởi vậy khi mà hiện tại một vị tu tập mà họ từ bỏ được dục ái, họ chỉ còn có mắt để nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, nghe âm thanh. Cho nên sau khi chứng thiền họ sanh về khỏi phạm thi và có phạm thi sắc giới này, mặc dù hình dáng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ có nhận thức, vị thức thôi. Còn tỷ thiệt thân chỉ là vật phù trần chứ không có sắc thực kinh, bát xà đát, rùa bát. Đó là dục ái dẫn đến cái khổ, khổ hiện tại và khổ tương lai, khổ luân hồi. Còn về hữu ái, nhưng vì hữu ái cũng vậy thưa quý vị, hiện tại ái đó có thể là dục ái, nhưng rồi người ta có thể bỏ được dục ái, không có tham đắm dục ái, nhưng mà họ hướng đến, họ tham cầu về cảnh giới tái sanh ở tương lai, cái sự có mặt xuất hiện ở đời trong tương lai. Thì chính do cái hữu ái này nó cũng tạo cái
cái sự tái sanh, tạo cái nó trở thành tập khởi của sự khổ. Hữu ái chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Hãy nghiệp nào mình làm mà do ái nó hậu thuẫn, nó nuôi dưỡng thì cái đó nó sẽ trở thành trong tương lai, cái nghiệp đó nó sẽ cho quả nghiệp. Như trong tương một kinh Đức Phật Ngài cũng có thuyết, này các tỳ kheo, ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng ví như là thửa ruộng. Nghiệp thiện hay nghiệp ác nó tạo ra giống như là hạt giống. Khi mà có cái sự ẩm ướt gọi là sneha, có sự ẩm ướt của đất thì cây cối đã nảy mầm. Cũng vậy, khi mà cái hành động thiện hay bất thiện mà bị ái nhiễm chi phối thì nó trở thành rồi cái sự tái sinh. Là khi mà Đức Phật Ngài đưa ba thí dụ đó thì nói rằng này các tỳ kheo, thử rồi cũng được ví như là cái cõi sắc giới, cõi dục giới và sắc giới cùng với sắc giới này. Cái hành vi thiện ác của chúng sanh ở đời cũng giống như là một cái hạt giống và sneha là cái yếu tố để làm cho cái hạt giống được nảy mầm, thì cái sneha đó được ví như là ái. Thì như vậy ái nó tẩm ướt và nó làm điều kiện cho nghiệp trổ trổ sanh. Bởi vậy cho nên cái hành động của vị a la hán chỉ gọi là duy tác, là tố kriya, vì không có quả gì thuộc của cái hành động nghiệp. Cái hành động của vị a la hán không có tham ái là cái chất ẩm ướt, bởi vì ngài đã đoạn trừ được ái. Ở trong cuộc sống của chúng ta, không phải chỉ riêng có cái sự tham ăn hay là thích mặc đẹp, tham ăn ngon, thích mặc đẹp, không phải chỉ là ái trong ngũ dục không, mà ngoài ra đó nó còn có những cái thứ ái khác mà cái thuật ngữ Phật học gọi là tâu có tanh ha và quý tâu có tanh ha. Có người ta có thể vì mong muốn chỗ này chỗ khác cái sự mong muốn cho có hình thành được trở thành gọi là vô trắc phao vi ca. Vô trắc phao vi ca tức là phú ná nữa, phao quá là sanh hữu. Vô trắc phao vi ca tức là chỉ cho một cái trạng thái ái tạo ra sanh hữu. Tiếp tục, và cũng chính vì vậy mà
Và ái này mới được gọi là pháp cần được đoạn trừ. Ngay cả những vị, những chúng sanh như những vị đạo sĩ ở trong rừng, hay là những vị tỳ kheo còn phàm phu khi sống ở trong rừng sâu, không phải là nếu vì nó chưa phải là vị a la hán thì vị đó vẫn còn ái. Khi mà vị đó đi vào rừng sâu với một cái trạng thái tâm yên lặng thì vị cũng thỏa thích với cái trạng thái tâm tịnh chỉ đó. Và khi mà đắc chứng được các thì trong tương lai là có sắc giới, chi sắc giới và thiền vô sắc giới. Cái tâm ái được nói đến ở đây nó có cái ý nghĩa lớn lao và quan trọng, chứ không phải chỉ có một cái sự tham muốn nhà lầu xe hơi hay là danh lợi đâu, không phải chỉ đơn thuần như vậy, mà cần phải hiểu rằng, cần phải hiểu ái như là một cái chất xúc tác của khổ để tạo nên cái sự khổ. Chính vì chỗ đó khi nhắc đến ái thì Đức Phật đã nói rằng ái là một pháp cần phải được đoạn trừ. Và hạ tập bạc thầm mà quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trở lại vấn đề thưa quý vị, ở sống ở trong cuộc đời này, nó có rất nhiều phiền não, nhưng mà các cái phiền não ngoài ra ái, ngoài ra tham, những cái phiền não khác thì nó chỉ là một cái trạng thái khác. Nói về tâm lý mà con người có cái sự ưa thích, ngay cả khi mà họ thích được tồn tại thì đó cũng là một cái thứ ái. Họ thích được, họ mong muốn được trở thành
một cái gì đó khác đi, thì cái này nó cũng là một cái trạng thái được gọi là ác. Chứ không chỉ riêng có một cái trường hợp là chúng ta ái đối với cảnh sắc do mắt thấy, cảnh thinh do tai nghe, cảnh khí do mũi ngửi, cảnh vị do thân nếm, do lưỡi nếm, cảnh xúc do thân đụng chạm. Không phải chỉ có bấy nhiêu đó, mà tất cả những gì, ngay cả con người muốn có một cái bản ngã, cái tôi, cái ta, muốn nó được tồn tại trong cái thân của mỗi này, thì cái đó cũng gọi là ái. Và cũng chính vì chỗ đó chúng ta mới nhận ra rằng là ở trên thế giới này, khi mà con người còn có một cái sự ham muốn cái này cái kia, chính cái sự ham muốn đó mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu là cái bi kịch của cuộc sống. Bởi vì nếu như mà con người chỉ ham ăn, ham ngủ, ham ở trong cái nhà cao cửa rộng, nếu chỉ thích có bao nhiêu đó thì cái tác hại ở trong cái xã hội nó cũng chỉ là một khoảng nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà đằng này khiến cho cái tâm mong cầu và cái sự tham muốn ích kỷ nhiều quá đi. Một con người yên lặng thấy có vẻ trầm ngâm đó, anh ta không có khoái nhìn sắc đẹp, không có thích nghe tiếng hay, nhưng mà thực tế ở trong lòng anh ta cũng có những cái anh ta đam mê, có những cái mà anh ta ham muốn, có những cái mà anh ta đeo đuổi. Và tất cả những cái thứ đó chung quy lại gọi là tâm ham, là ái. Và ái này mới phân loại có dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Và chính ái đó nó mới dẫn đến cái sự tranh đấu. Cái sự giành giật và hại lẫn nhau. Hoặc là chính ai đó nó là cái chất liệu cho cái hành động thiện hay là bất thiện. Nó tạo ra cái quả dị thuộc, chất liệu cho hành động thiện, thiện tạo ra quả dị thuộc. Cho nên phải nhớ rằng là một vị Bồ Tát, vị đó có tâm nhàm chán cái thân này và nhàm chán và sợ hãi cái sự khổ luân hồi, vị này tạo các cái nghiệp thiện, tạo cái phước ba la mật như bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Trong lúc vị đó tạo cái hành động, nó tạo cái thiện nghiệp này mà nó không có dính dấp đến ái, thì cái này nó không trở thành
nó không trở thành cái chất liệu để tạo ra cái nghiệp tái sanh. Cũng như chúng ta biết rằng vào cái lộ trình tâm đắc đạo thì ở cái giai đoạn mà Brahma chuẩn bị Upachara cận hành, Anuloma thuận thức, Vodafu là chuyển tộc, hay là Voda, Vodana là giữ tịnh, tiến bậc. Thì ở cái giai đoạn đó là cái tâm thiện dục giới, nhưng mà tâm thiện dục giới này đang biết cảnh niết bàn, hướng tâm đến cảnh niết bàn, hướng cảnh tâm à, hướng tâm đến cảnh niết bàn. Và những cái thiện dục giới này nó không có cái chức năng để tạo ra cái quả diệt tục tái sanh. Hỏi vì sao cũng là thiện dục giới mà có cái dẫn đi tái sanh và có cái không dẫn đi tái sanh? Thì chúng ta hãy hiểu rằng là khi nào một việc thiện được làm bởi thủ duyên hữu, nghiệp hữu. Nghiệp hữu đây là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, có thiện có bất thiện. Thì hễ mà nghiệp hữu này được tạo bởi do dục thủ, ký thủ, dưới phân thủ, ngã chấp thủ, tức là do tham và tạp kiến, và thủ đó là do ái, thì cái nghiệp hữu này nó mới duyên cho sanh, dẫn đi tái sanh. Còn cái hành động của một vị Bồ Tát hay là hiện khởi lên trong lộ trình đắc đạo, đắc đạo quả, hay là tâm tốt vị A La Hán, thì được xem như là một cái hành động không có đưa đến cái quả sự tái sanh. Cho nên những cái pháp đó không phải là pháp cần được đoạn trừ, mà pháp cần được đoạn trừ ở đây chính là bản. Bởi vì nếu mà chúng ta nghe nói đến cái hành động thiện hay bất thiện đều là pháp liên quan luân hồi Pariyapanna, rồi chúng ta lo chúng ta đoạn trừ cái tâm thiện, tâm bất thiện đó, thì như vậy chúng ta bỏ một cái nghiệp rất ổn. Thì bây giờ chúng ta chỉ nhắm vào cái gốc của cái tập khởi với sự khổ. Cái gốc ái nó là cái nê hát, tức là cái chất ẩm ướt cho nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trổ quả, những gì tái sanh trong tương lai, thì mình bỏ cái đó, mình đoạn trừ cái đó là đủ rồi. Ở trong pháp của kinh Đức Phật Ngài có dạy một câu rằng như một cái cây cổ thụ, người ta đã đốn đi mà cái gốc rễ của nó chưa được nhổ lên thì nó vẫn còn phát triển, vẫn còn nảy mầm, đâm chồi nảy lộc. Nếu cái gốc rễ của cái cây bị cắt đứt mà vẫn còn, cũng vậy, khi mà ái này chưa được đoạn diệt thì khổ này vẫn sanh hoài. Khi mà cái hành động thiện của chúng ta đi chăng nữa, chúng ta có làm thiện nhưng mà ái vẫn còn chi phối bởi cái hành động thiện đó,
thì chúng ta vẫn còn sự tái sanh, chỉ có như vậy thôi. Hôm nay chúng tôi trình bày về cái ý nghĩa ba ái chủ ái hữu ái phi hữu ái, là ba pháp cần phải đoạn trừ, dựa theo cái bài kinh mà ngài Rahula ngài đã giảng dạy đó. Thì ở đây chúng ta thấy rõ như thế nào được gọi là ái là pháp cần phải đoạn trừ. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh từ tòa giảng đạo hòa hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thưa tòa tu sư, mà thưa tòa tu sư, thưa tòa có nghĩa cho biết là thông thường đó có nhiều người hiểu là chữ ái nó chỉ liên quan đến tình yêu, nhất là tình yêu nam nữ, tình yêu với một người nào đó, giữa con người với con người. Nhưng mà phải chăng chữ ái trong đạo Phật nó rộng hơn là cái tình yêu bình thường, có đúng như vậy không? Kính trình thưa tòa có nghĩa trở lại. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư vị tôn đức kính thưa quý vị. Cái mà gọi là tình yêu giữa nam nữ thì cái này nó cũng nằm ở trong một trong ba ái, là dục ái thôi. Như trong tăng chỉ một kinh Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, ta không thấy có một sắc nào khác, một thân nào khác, một hương nào khác, vị nào khác, một xúc nào khác mà có thể ngự trị xâm chiếm tâm của người nam bằng sắc thân hương vị xúc của người nữ. Ngược lại, ta cũng không thấy một sắc nào khác, thân nào khác, hương nào khác, vị nào khác, xúc nào khác mà ngự trị và xâm chiếm cái tim của nữ bằng sắc thân hương vị xúc của người nam. Như vậy người nam nữ họ yêu nhau đó, là họ yêu qua cái hình bóng, cái tiếng nói, cái hơi mùi, vân vân. Thì như vậy cái tình yêu nam nữ đó cũng chỉ để chụp ảnh. Và ở đây khi mà đề cập đến vấn đề pháp có tanh ha, quý pháp có tanh ha là hữu ái phi hữu ái, thì là một khía cạnh khác. Như vậy thì ở bên ngoài đó, khi họ nói đến chữ ái là họ chỉ nghĩ đến là cái tình yêu nam nữ. Nhưng thực tế thì chữ ái ở trong Phật giáo được giải thích rộng hơn nữa. Và ở bên ngoài đó, bây giờ họ cũng có biết rồi, tức là ngay cả người mẹ thương con cũng gọi là ái, mà con thương mẹ cũng gọi là ái. Thí dụ như ở trong tiểu thuyết người ta thường hay mô tả bảy
đối với con rằng mẹ yêu con. Rồi người con đó cũng nói là con yêu mẹ. Nói theo tiếng miền Nam của chúng ta là mẹ thương con thương mẹ. Nhưng mà thương nó cũng là ái. Thì như vậy thưởng thức ở bên ngoài khi nói ái, họ vẫn có thể nói đến ngoài cái tình thương giữa nam nữ, còn các cái tình thương khác mà cũng là một cái sự cũng gọi là ái. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái quan niệm của người đời họ sẽ không nói sâu hơn nữa, xa hơn nữa như là chữ ái ở trong Phật giáo. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng cái chữ ái ở trong Phật giáo mà ý nghĩa rộng lớn hơn là cái tình yêu giữa người này với người kia, như quan niệm thường tình mà người ta nhắc đến, người ta đề cập đến. Họ xài cái từ rất là hẹp chứ quý vị. Một người ở bên ngoài đó, khi nào mà họ quá thương yêu vợ con thì mới gọi là ái. Nhưng mà nếu cái ông đó, ông không có thiết tha gì đến vợ con hết, anh ta chỉ là say mê ở trong cái chính trường, cái con đường chính trị của anh ta, hay là anh ta say mê ở trong cái công danh sự nghiệp thôi, thì người đời họ dùng cái từ khác để gọi anh ta, chứ họ không có nghĩ rằng đó là một cái hình thái của ái. Còn theo trong Phật giáo thì tất cả những gì mà chúng sanh đeo đuổi, dính mắt và đam mê thì tất cả những cái đó đều gọi là ái cả. Cho nên chữ ái trong Phật giáo giải thích rộng hơn. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của chúng tôi giúp đỡ như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thưa Tổ Thầy Sư. Mà Thưa Tổ Thầy Sư, ở thế giới này họ thường có cái khao khát rằng cái gì là khởi nguyên của đời sống. Nhưng mà trong bài viết Ngài Rahula, Ngài nói rằng ở trong giáo lý duyên khởi thì không có cái sự bắt đầu, mà nó chỉ là một vòng tròn. Thì tại sao Đạo Phật không nói đến sự khởi đầu? Tại sao Đạo Phật không nói đến khởi nguyên, mà Đạo Phật nói rằng tất cả chỉ là trong vòng tròn luẩn quẩn? Xin Thượng Tọa giải rõ cái điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Phật giáo không có nói đến một cái khởi nguyên, tức là không có cái điểm khởi đầu. Như Đức Phật Ngài dạy này, cái tỳ kheo vô thủy là luân hồi, tìm không ra khởi điểm, biết đâu mà tìm, bởi vì cái sự luân hồi sanh tử đi tìm cái khởi điểm không có lợi gì và sẽ không tìm thấy. Thấy được một kiếp trước, một ngàn kiếp trước, một trăm ngàn kiếp trước, một thành kiếp, một hoại kiếp, một thành hoại kiếp, cũng không thấy được cái khởi điểm của cái phục luân hồi. Mà bây giờ muốn chứng minh cho cái sự luân hồi sanh tử đó thì phải nói đến cái vòng tròn duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên,
cứ là bây giờ không biết đâu mà nói thì thôi, cứ nói là vô minh trước đi. Vô minh duy như hành hạnh tức, thức danh sắc. Danh sắc duy lục nhập xuất, xuất duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ duyên hưởng. Cũng như sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi hữu của ai. Và chính do tính lậu á, nó khởi đầu vô minh. Như câu nói rằng chúng sanh già chết khởi, khởi khổ sầu bởi do tứ lậu khởi đầu vô minh. Thì bây giờ đi cái vòng tròn đó giống như cái bánh xe, không tìm thấy được cái chỗ nào là cái mối đầu tiên ở trong cái bánh xe, nghĩa là người ta làm cho nó liên kết với nhau ở cái vòng tròn như vậy. Thì cái này cũng có thể là khởi đầu, cái kia cũng có thể là khởi đầu, cái nọ cũng có thể điểm khởi đầu. Nó khi mà bánh xe nó nằm im như vậy, cái điểm tiếp giáp chỗ nào thì bắt đầu nó lăn bánh thì cái điểm tiếp giáp nó gọi là điểm khởi đầu. Cũng như khi nói đến thập nhị nhân duyên, cái vòng tròn luân hồi đó, thì bây giờ cái điểm tiếp giáp đó là vô minh. Chỉ lấy cái điểm vô minh đó để mà chúng ta suy niệm tới thôi, chứ còn vô minh nó không phải là cái khởi đầu. Ngay cả vô minh và ái cũng vậy. Hãy khi nói đến vô minh duyên hành thì lúc đó vô minh được nói như là cái gốc, thì ái phải hiểu là cái ngọn, ái thủ là cái ngọn. Mà khi ngược lại nói hiện tại đó, thì ái thủ hiện tại thì phải nói vô minh là cái ngọn. Bởi vì hãy ái có mặt ở đâu thì vô minh có mặt ở đó. Cho nên hai cái này, một cái nói trước, cái nói sau, cái nói sau, cái nói trước, mình chỉ nói để cho nó phân biệt ranh rắc và trình bày pháp thôi, chứ không phải là một cái khởi điểm, không phải là một cái khởi điểm. Cho nên cái chữ chỉ là một mắt xích trong những cái vòng tròn, những mắt xích trong cái vòng tròn. Chúng ta gọi là những cái mắt xích trong một cái vòng tròn. Thì những mắt xích đó là vô minh, hành, thức, giới, sắc, lục, nhập, xuất, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ai. Và nó trở thành cái vòng tròn. Vô minh, ái thủ là phiền não luân hồi, cái lìa sáu quả tạp. Hành và hữu là nghiệp luân hồi, không bao quả tạp. Thức danh sắc, lục nhập xúc, thọ, sanh lão tử, sầu bi khổ ai. Thì cái đó là quả luân hồi quý ba quả tạp. Chính cái phiền não luân hồi đó nó thúc đẩy cho tạo nghiệp luân hồi, và cái nghiệp luân hồi nó sanh ra cái quả luân hồi, tức là có thức danh sắc, có cái sự tái sanh ở kiếp sống khác. Và chính cái quả luân hồi đó nó tạo nên một cái sanh hữu mới,
thì cái quả luân hồi đó nó lại là cái môi trường để chất chứa cái phiền não luân hồi. Rồi cái phiền não luân hồi nó mới tạo ra cái nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi tạo ra quả luân hồi, và quả luân hồi thì nó tạo ra quả luân hồi thì là môi trường để nó tạo ra để cái phiền não luân hồi, cứ cái vòng tròn nó đi như vậy đó. Thì chúng ta phải hiểu đây là cái vòng tròn duyên sinh, cái vòng tròn duyên sinh. Bởi đã gọi là cái vòng tròn thì sẽ không có khởi điểm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy với đáng vị Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trên thưa tòa thiền sư, mà thưa tòa pháp đăng bây giờ thỉnh thưa tòa thiền sư đi nghỉ, mà thưa tòa pháp đăng thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa pháp đăng đang có mặt trước máy xin thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, thưa tòa pháp đăng, chúng ta nói ái đó là nguyên nhân của luân hồi, và có nhiều người đó họ nghe câu đó họ nghĩ rằng hãy mình thích cái gì thì mình sẽ sanh làm cái đó hay được cái đó, có đúng như vậy không? Hay là cũng có những người họ thích cái này nhưng mà họ lại không được, mà họ lại bị cái kia, có phải chăng là trong một luân hồi đó là chúng ta sẽ trở thành hay là chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta ái liếng, có đúng như vậy không? Kính thỉnh thực hợp đó. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thật sự đó thì không phải chúng ta thích cái gì thì chúng ta được cái đó quý vị. Thật sự đó thì chúng ta mới được sanh làm người đó thì chúng ta phải có cái tâm thiện. Tâm thiện đó thì tâm thiện thì nó làm 10 việc, chúng ta thấy như bố thí, trì giới, tu thiền, tính pháp, thuyết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh tri kiến. Mười việc thiện đó do tâm thiện làm, và tâm thiện hợp lý hay ly trí thì cũng là tâm thiện. Như vậy tâm thiện đó mới cho ra cái tâm quả đi tục sinh, đi tục sinh vào trong cái thai bào của người mẹ để chúng ta sanh làm người. Như vậy chúng ta được sanh làm người là do cái thiện pháp là chúng ta muốn. Nhưng mà khi chúng ta mà muốn á, thì có nhiều khi cái tâm tham nó không có như ý quý vị. Ví dụ chúng ta nghe những câu chuyện là cha của Suphatodiya là ông Sudetto đó thì chết nhớ lưu già không sanh làm chó. Hoặc là chúng ta thấy rằng rất là nhiều những người họ chết là sanh làm rắn, làm chó, làm chuột. Mà trong kinh Bổn Sanh cũng kể nhiều câu chuyện của các vị trưởng giả. Thì như vậy, và chúng ta cũng thấy trong kinh Thiện Kiến Vương tu hành đó, thì vua Thiện Kiến lúc mà 100 tuổi già đó, gần mệnh chung đó, thì tất cả mọi người đanh vây Đức Vua đó, thì người nào cũng nói Đức Vua hãy nhớ mình. Hoàng hậu thì nói Đức Vua thì hãy nhớ hậu nha. Hoàng tử công chúa thì quần thần ai cũng nói như vậy. Đức Vua nói rằng hậu đừng nên nói như vậy. Hậu phải nói rằng đại dương đã hưởng thọ những cái dục lạc ở cõi trần rồi. Đại dương hãy hướng đến thiên lạc. Mà hướng đến thiên lạc đó, thì chúng ta thấy rằng chư thiên có thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng đó. Và muốn được như vậy đó, thì chúng ta phải có giới giống như chư thiên. Chúng ta có tàm quý giống như chư thiên. Chúng ta có bố thí giống như chư thiên. Chúng ta có đa văn trí tuệ giống như chư thiên thì chúng ta mới sanh làm chư thiên được. Bởi quý vị thấy chư thiên có 50 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông và túc mạng thông. Như vậy có cái thần thông đó mà do cái phước mới được, chứ không phải là thần thông đó là mà không. Bởi chúng ta thấy trong Thanh Định Đạo đó, có nói đến 13 loại thần thông đó, thì thần thông do phước sanh. Khi mà cái tâm thiện chúng ta sanh lên đó, thì chúng ta sanh lên cõi trời. Và nếu mình suy nghĩ rằng chư thiên có thiện pháp, bố thí, trì giới hay là trí tuệ đa văn đó,
tàm quý đó, thì mình cũng có như vậy đó, thì mình mới cộng túi chư thiên được. Chứ còn chư thiên có cái đó, mình không có cái đó thì mình không cộng trú với chư thiên được. Nên vua Thiện Kiến Vương mới nói với những cái người tùy tùng, với những hoàng hậu rồi đó, hãy nói chứ, hãy nói là hưởng thọ những dục lạc, là bây giờ hãy hướng đến thiên lạc. Thiên lạc là chứ lạc của cõi trời đó. Thì muốn có lạc cõi trời thì chúng ta phải xả ly cái thái ở cõi này. Còn nếu chúng ta không có xả ly đó, thì chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện đó, cũng như có một vị A-la-hán mà dùng thần thông nhất cái bảo tháp lên đó, mà tôm cua rùa cá ở trong đó và nhảy ra. Đức Phật ngày rồi có nói với trưởng lão đó, đừng có làm cho quyến thuộc mình khổ, vì những người quyến thuộc họ luyến ái cái bảo điện đó, nên họ chết sanh làm những cái loài thủy tộc ở trong cái bảo điện đó. Vì khi bảo điện nó chìm xuống dưới nước. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng rất là nhiều những câu chuyện mà cô mà đi khất thực đem cất cái mía, mà lúc chết nhớ cái mía sanh con sâu, hoặc là ngày tiết xá mà ngày có cái bộ y đó mà chết sanh làm con rịp trong bộ y đó, nhớ cái bộ y lúc chết mình sanh làm con rịp. Như vậy thì chúng ta không phải là chúng ta nhớ cái gì mà chúng ta được cái đó đâu quý vị, không phải nhớ đâu, không phải nhớ gì mà được đó đâu. Mà thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà trong những đề mục tùy niệm đó, ví dụ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm Sư Chết đó, niệm Chư Thiên đó, thì Chư Thiên là có thần lực, là Chư Thiên có giới, hoặc là Chư Thiên mà chúng ta thường hay nghe nói rằng Chư Thiên hộ trì loài người, mỗi lần mình hồi hướng phước cho Chư Thiên đó, Chư Thiên tùy hỷ với phước mình, và Chư Thiên có cái thiên quy lực nhiều hơn, cái thiên thọ mạng nhiều hơn, thì rõ ràng Chư Thiên tùy hỷ với cái thiện nghiệp chứ không phải là với ác nghiệp. Như vậy thì Chư Thiên mà sanh làm Chư Thiên là do cái phước mà sanh, nên khi mà chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng cho Chư Thiên thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Chúng ta mới hiểu rằng khi mà muốn cái hạnh phúc thì phải là do cái tu tập cái gì. Bởi chúng ta những vị phạm thiên là do tu tập thiền mà sanh lên cõi thiền, sanh lên làm đại phạm thiên, hoặc là phạm phổ thiên, hoặc là phạm chúng thiên. Mà trong tâm thiền thì quý vị thấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chính cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó, mà vì nó sanh với cái tâm quả của sơ thiền, sanh lên ba cõi sơ thiền làm đại phạm thiên, hoặc là phạm chúng thiên, hoặc là phạm phụ thiên. Như vậy thì chúng ta muốn sanh làm đại phạm thiên đó, thì chúng ta phải tu thiền. Chúng ta mới sanh lên cõi trời dục giới đó, thì chúng ta tạo thiện nghiệp dục giới. Thì nghiệp dục giới là gì? Ví dụ chúng ta bố thí y phục, thuốc trị bệnh, vật thực, hoặc là cốc liên cho dư tăng, thì mình nhờ cái thiện nghiệp công đức dục giới đó mình sanh lên cõi trời dục giới. Đó là do cái tâm thiện bố thí bốn món vật dụng mà được như vậy, hoặc là tâm thiện làm việc trì giới, hoặc là tâm thiện làm việc tu thiền mà chưa chứng thiền, hoặc là tâm thiện làm việc thuyết pháp, hoặc là thính pháp, hoặc là hồi hướng phước, hoặc là tùy hỷ phước, hoặc là cải chánh tri kiến, hoặc là tu thiền chỉ, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ. Thì những cái mình cung kính là mình gặp chư tăng, mình chấp xá, chấp tay mình xá chào. Thì trong Thiên Cung Sự thì có một cái câu chuyện mà ngày Quỳnh Liên ngày lên cõi trời đó, gặp vị thiên nữ đó, thì ngày mới hỏi vị thiên nữ đó, nàng sanh lên cõi trời do cái thiện nghiệp gì. Thì nàng thiên nữ đó nói rằng con sanh lên cõi trời đó vì ở đời đó, con thấy chư tỳ khưu đó con chắp tay con xá chào nên con sanh lên cõi trời do cái thiện nghiệp này, nhưng mà con không thù thắng bằng những vị thiên nữ khác. Rồi ngài mới hỏi vị thiên nữ khác, ngày sao nàng thù thắng hơn vị thiên nữ này. Thì nàng này nói rằng khi ở đời con gặp chư tăng con chắp tay xá chào, nhưng mà con kéo ghế mời ngồi nên con sanh lên cõi trời con được dung sắc thù thắng hơn cái vị thiên nữ kia. Rồi vị thiên nữ khác nói rằng như vậy nhưng mà con không bằng những vị thiên nữ khác. Thì ngày một Kiền Liên hỏi tiếp, thì những vị thiên nữ khác nói rằng con được thù thắng hơn á, vì ở đời con gặp chư tăng con chắp tay xá chào, kéo ghế mời ngồi, rồi mời nước chư tăng uống, nên con có phước thù thắng hơn. Vị khác nói rằng con gặp chư tăng rồi con kéo ghế mời ngồi, mời nước, rồi con cúng dường vật thực, rồi nhưng mà con lại không thù thắng bằng những vị thiên nữ khác. Thì khi ngày Quỳnh Liên hỏi vị thiên nữ khác tại sao nàng có cái uy lực hơn, nàng làm giống như là vị thiên nữ thù thắng hơn, được thiên nữ tùy tùng đăng đanh vây vậy đó.
Thì vị đó nói rằng ở đời con gặp bà Chư Tăng chắp tay xá chào, rồi kéo ghế mời ngồi, mời nước uống, cúng dường vật thực. Sau khi Chư Tăng dùng vật thực xong rồi con kéo ghế ngồi, con nghe pháp, Chư Tăng thỉnh đi, Chư Tăng thuyết pháp. Và như vậy nên con đạt được những gì Đức Phật dạy, trở thành vị thánh tu đồ quần. Nên con sanh lên chư thiên, con thù thắng hơn những vị thiên nữ này. Chính vì cái điểm đó, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài hỏi những vị thiên nữ từng tự, và những vị thiên nữ đó nói lên cái hạnh nghiệp của mình. Và trong kinh Thiên Cung Sự có nói đến những câu chuyện này quý vị. Chúng tôi đem câu chuyện này để kể quý vị thấy rằng, khi một người ở đời gặp Chư Tăng mà cung kính, mình chắp tay, rồi mình kéo ghế mời ngồi, hoặc là cúng dường nước, hoặc là cúng dường vật thực. Rồi sau khi Chư Tăng dùng vật thực rồi, mình kéo ghế nhỏ, mình ngồi để nghe pháp, thì mình sẽ được hiểu được những gì Đức Phật Ngài giảng dạy. Thì nhờ đó mà chúng ta biết rằng cái tâm thiện hợp trí làm việc nghe pháp đó, mà chúng ta phải có cái tâm thiện hợp trí chúng ta mới nghe pháp được. Chứ nhiều khi chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể chắp tay, nhưng mà để nghe pháp đó, chúng ta phải hiểu được cái cao quý của pháp bảo. Nên đó, những vị thiên nữ mà thù thắng uy lực nhiều đó, làm thiên hậu hay là làm những vị mà thiên nữ, có thiên nữ tùy tùng đó, thì rõ ràng là rất ít quý vị, rất ít. Nên Đức Phật nói rằng ở đời người ta đi chùa thì nhiều, nhưng mà cái người mà cung kính Chư Tăng rồi, hoặc là nghe pháp rồi mà hành trì pháp lại ít hơn nữa. Hành trì pháp ít nhưng mà có kết quả từ hành trì đó là ít hơn nữa, thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy. Thành ra trong cái câu hỏi Hương Tỏ đó là có phải là mình thích cái gì thì mình được cái đó không? Xin thưa là không phải. Nếu mình muốn, ví dụ mình nhiều khi mình thấy trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng 10 vật thí á, mình thí đèn đuốc cho mắt sáng, thí xe thuyền cho sự an vui, thí y phục cho sắc đẹp, thí vật thực cho sức mạnh. Những người thí vật vừa lòng được vật vừa lòng, mình thí vật vừa lòng được vật vừa lòng, chứ còn không phải là mình muốn vật vừa lòng mà được vật vừa lòng đâu quý vị. Mình thí vật vừa lòng, ví dụ mình thấy cái vật gì mà mình thấy vừa lòng á, có nghĩa là Chư Tăng vừa lòng với cái vật đó. Chứ còn nhiều khi mình thích ăn cái đó mà mình đem cúng dường mà Chư Tăng không ăn được thì cũng đâu có phải là vừa lòng, mà vừa lòng cái người thọ nhận chứ không phải là vừa lòng mình. Mình phải hiểu như vậy. Vật quý là cái vật đó, là cái vật mà mình thấy giá trị là nó quý đó, mình cúng dường vật quý, hoặc là vật vừa lòng mà vừa lòng cái vị thọ nhận nhé. Ví dụ Đức Phật này nói rằng cúng dường vật vừa lòng, mà ví dụ cúng dường đúng thời cho vị thì khu bệnh, thì khu ni bệnh, thì khu đi xa mới về, chuẩn bị đi xa, cúng dường cho những vị có giới hạnh đó, thì Đức Phật gọi là cúng dường như vậy có phước báo nhiều. Như vậy thì mình hiểu cái vừa lòng đó, để được đó, thì mình cúng dường vật vừa lòng, được vật vừa lòng, cúng dường đèn đó, thì cho mắt sáng, cúng dường y phục thì cho sắc đẹp. Mình hiểu vậy thì mình mới biết được. Chứ còn nếu mình muốn đẹp đó, thì ở đời ai cũng muốn đẹp, nhưng mà ai đâu có ai cúng dường y phục mà đến Chư Tăng. Ở đời ai cũng mạnh khỏe, nhưng mà họ cũng không cúng dường cơm canh bánh trái cho Chư Tăng thọ dụng. Nên họ có muốn mạnh khỏe thì họ cũng không được mạnh khỏe gì. Cái đó là do cái, nên chúng ta thấy Ngài Bắc Cô Lá đó, trong quá khứ Ngài làm thầy thuốc trị bệnh cho Đức Phật và Chư Tăng, nên Ngài sống đến 160 tuổi. Mà quý vị biết rằng làm cái người thầy thuốc trị bệnh đó, thì chúng ta phải đi kiếm thuốc, rồi chúng ta phải biết cái cách để trị bệnh nữa. Rồi chúng ta phải, mà cái người thường thường quý vị biết, người trị bệnh họ đầu tư rất là nhiều cái công sức. Nên sau này Ngài Bắc Cô Lá Ngài thành đạt cái sự vô bệnh là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại Thượng Tọa. Nếu có gì nói thêm thì Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic Thượng Tọa. Sao thú cái trình Thượng Tọa không đặt? Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ. Dạ. Thượng Tọa Tư Quyền, cái hạnh phúc thật sự cuộc sống nằm ở đâu? Có nhiều người nói rằng cái hạnh phúc nhất là sự ham muốn, và mình muốn thì hạnh phúc. Ví dụ mình ngồi mình mơ tưởng mình đi chỗ này chỗ kia, mình được cái này kia, thì thật ra trong thời gian đó là hạnh phúc hơn là khi mình trở thành ông này bà kia, khi mình đạt được. Cũng có những người nói hạnh phúc mình nằm chỗ hy vọng, và mình muốn cái điều gì đó nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ có hy vọng, thì cái hy vọng làm cho mình hạnh phúc. Có những người quan niệm hạnh phúc là do sự thụ hưởng, và lúc mà mình muốn cái đó mình được cái đó. Ví dụ mình muốn ăn mà mình được ăn cái đó, lúc ăn là hạnh phúc nhất. Cũng có những người nói rằng cái hạnh phúc nhất không phải là do sự hưởng thụ hay là ham muốn, mà hạnh phúc là do kỷ niệm. Cái chuyện nó qua rồi, kỷ niệm luôn luôn là đẹp. Thì theo Thượng Tọa Tự Quyền đó, khi mà chúng ta nói về ái dục đó,
thì cái hạnh phúc thực sự nằm ở tại đâu? Ở cái thỉnh thưa tôi. Nam mô Bố Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, với giờ thưa thì chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. À, dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là cái thể tài mà hạnh phúc là nằm ở đâu? Vì chúng ta đang nói, chúng ta nói trên một cái bình diện bình thường đi của cuộc đời, mà ở đây chính là ham muốn, hy vọng, hưởng thụ hay kỷ niệm đẹp mà Thượng Tọa đã trình bày. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói đến cái hạnh phúc đó chính là một cái tâm của cơ tâm thọ hỷ, tham thọ hỷ, vừa lòng. Thì khi nào mà tâm của chúng ta nó mến thích, nó vui, nó ái luyến với cái cảnh mà nó được, thì ngay khi đó chúng ta có hạnh phúc trong cái ái tham đó. Rồi vì ham muốn để tầm cầu, cho nên khi mà được đạt được cái đạm được, cho chúng ta đạt được cái tầm cầu đó, đạt được cái ham muốn đó, thì nó cũng là một cái chúng ta gọi là cái hạnh phúc trong trong cái sự tầm cầu đó. Được hy vọng và được nó thành sự thật cũng là hạnh phúc. Và hưởng thụ nó cũng là một hạnh phúc. Và ngay cả dầu cho hưởng thụ ngắn dài gì cũng thế, nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Và một kỷ niệm nó đã đi qua thì cũng là một cái hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc nó bao quát ở cái cõi đời. Và có một điều người ta nói gì cũng rất là hay. Chúng ta biết đủ với những cái chúng ta đang có, đó là hạnh phúc. Ở đây thì nó hơi tiến hóa hơn một chút xíu. Nhưng có thể nói rằng là chúng ta thật sự được hạnh phúc, chúng tôi đang nói ở cái cõi đời thôi, chứ không nói là một sự buông bỏ rồi một niết bàn nó là một hạnh phúc tối thượng. Thì điều đó chúng ta đã hiểu, đã biết, đã nghe. Nhưng có thể nói rằng cái điều mà chúng tôi vừa nói đó chính là một điều mà có đôi khi chúng ta biết bằng lòng, biết bằng lòng với những gì mình đang có, nó cũng là một trạng thái hạnh phúc. Và cái điều này nó đẹp phải không quý vị? Chứ còn sự thật ra mà nói thì hạnh phúc như cái mà ham muốn, để hy vọng đã được và hưởng thụ hay là cái kỷ niệm, thì những cái hạnh phúc đó nó đi qua. Bây giờ mình ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, được nhiều cái phương tiện đẹp, được nhiều cái phương tiện nó tiện nghi và nó vừa lòng chúng ta. Rồi chúng ta được, nhưng tâm con người mà nó lạ lắm. Nó hết cái này cái đó, nó dính mắt cái khác, ước muốn cái khác, nó ham muốn cái khác nữa. Bởi vì tâm con người nó không bao giờ biết đủ. Cho nên cái hạnh phúc đó nó ngắn ngủi, cũng là một cái hạnh phúc khi mà đạt được, nhưng nó ngắn ngủi. Và cứ tầm cầu, cứ chạy theo, cứ nô lệ và phục vụ cho cái lòng ham muốn này. Và cũng như thế, hy vọng thì được tội nguyện, cũng là một trạng thái hạnh phúc. Nhưng điều mà phải nói hy vọng mà được thì kính thưa quý vị, rất là mệt mỏi, chứ không có đơn giản như chính chúng ta suy nghĩ đâu. Bởi vì khi mà chúng ta nhớ, chúng ta hiểu, chúng ta biết nó đó, thì phải nói rằng là hết sức là mệt mỏi, hết sức là nguy hiểm, chứ không phải như ý các tường của mình muốn được. Một con người, một chúng sinh mà hiểu, mà đạt được và giải thích rõ ràng cái giá trị hạnh phúc thì không phải là một chuyện bình thường. Bởi vì sao vậy? Cái giá trị của phàm phu ấy, mà họ nhìn về cái cảm thụ ấy, thì nó khác khác nhau hết. Một con người
có người cầm cái này người ta cảm thấy vui, người khác không vui. Một con người được cái này không vui mà người khác vui. Thì bây giờ chúng ta biết chúng ta cầm nắm những gì, đang có những gì, thì chúng ta hạnh phúc, thì cái hạnh phúc nó nằm ở đó đó. Ai cũng có mơ tưởng, ai cũng cầu mong, ai cũng có ham muốn, ai cũng có hưởng thụ, ai cũng có những cái hoài niệm, ai cũng có những cái kỷ niệm. Nhưng hoài niệm, kỷ niệm đó mà chúng ta biết trân quý, chúng ta biết gìn giữ nó thì nó sẽ được tốt. Chứ còn bây giờ mà cứ đi tìm cái hạnh phúc thì không biết khi nào mà chúng ta tội nguyện được với cái hạnh phúc. Đây là phải nói cái sự thật. Ở trong cuộc đời này, không bao giờ mà chúng ta đáp ứng được, không bao giờ chúng ta làm tròn được cái giá trị hạnh phúc. Cho nên sống một ngày, biết một ngày, trân quý một ngày, đó là giá trị hạnh phúc. Nằm ở chỗ đó, chúng ta biết thân của chúng ta đang không có bệnh hoạn, tâm của chúng ta đang có sự bình tĩnh, tâm của chúng ta đang có nhiều cái điều tốt đẹp này mà chúng ta biết trân quý nó, thì chính là cái điều tốt. Ai biết được ngày sau có ra sao, nó ra sao, ngày sau nó ra sao, chúng ta biết cảm thụ ngay lúc này. Trước kia chưa có hay đã có, ngày hôm nay đang có những gì, thì chúng ta biết nó ngay lúc đó. Ở đây nó không phải là cái tu một cách cao cấp, mà chính là chúng ta biết thật với mình và trân quý cái chúng ta đang có về sức khỏe, về điều kiện. Và chúng ta đã dư hiểu rồi, mình muốn, cái muốn của mình là vô tận. Thì cái vô tận đó chúng ta biết dừng lại trong cái có được của chính mình, thì Âu cũng là một điều mà có thể nói rằng là chúng ta sẽ trưởng thành hơn, chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Chứ còn là thật ra hạnh phúc nằm ở đâu ở trong cuộc đời này thì nó rất là phiêu bồng, và nó rất là chóng qua, và nó rất là nhẹ nhàng. Và đời con người là trùng trùng điệp điệp của những cái chuyện vui, những cái chuyện buồn, và những cái chuyện mà dẫu cho là những kỷ niệm, có hoài mong, có hồi tưởng, có vọng về trong tâm tư của chúng ta, thì nó cũng là một cái sự tiếc nuối, cũng là một cái sự phải nói rằng là rồi. Cho nên hỏi gì hạnh phúc nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả những gì mà chúng ta đang có, nếu chúng ta biết cầm nắm nó. Hạnh phúc nó nằm ở những gì chúng ta đang có, nếu chúng ta biết cầm nắm nó ngay trong cái hiện tại này. Về tiền của tài sản, vật chất, danh vọng, sự nghiệp, và đặc biệt chính là mạng sống, thì ngay khi đó chúng ta đã có quá hạnh phúc. So với người bình, chúng ta khỏe. Người có tiền mà bệnh hoạn, chúng ta có ít tiền mà chúng ta không bệnh hoạn, thì chúng ta hạnh phúc hơn họ chứ. Thì hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Người có nhiều cái tiền của, có nhiều cái điều kiện, nhưng họ bị quá cái sự, bị nhiều cái sự bận phiền do cái việc, thí dụ giờ nhiều người lao vào việc làm quá, làm overtime, tức là thêm giờ, nhiều giờ, và làm liên tục để nhằm cho một cái mục đích gì đó. Nhưng cuối cùng họ rơi vào bệnh hoạn, họ rơi vào cái mất mát trong gia đình, hay là sức khỏe, hay là không có sự chăm sóc, mất đi một cái tình cảm ở trong gia đình, là vợ chồng, là con cái, vân vân. Thì phải nói rằng là nó mất tất cả.
Thì kính thưa quý vị, cái sự hạnh phúc nó nằm ở đâu? Nằm ở ngay chỗ mà chúng ta, những gì mà chúng ta đang có. Chúng ta đang nói trên một cái bình thường của con người, chứ không nói cái ý niệm tu tập. Cho nên hạnh phúc là chúng ta biết đủ những gì, chúng ta biết những gì chúng ta đang có, đó chính là hạnh phúc. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay cả chúng ta biết trân quý nó, biết gìn giữ nó. Ngày mai chúng ta chết, mà thật sự hôm nay chúng ta biết đang sống, biết quý trọng cái sự sống này, thì đó chính là một hạnh phúc. Thì cái giá trị hạnh phúc của sự tu tập, của cái sự đoạn diệt, của sự chấm dứt là hạnh phúc tuyệt đối, là chắc chắn. Và trong cuộc đời cũng vậy, nó cũng có cái hạnh phúc mà nó thuộc về cái tích cực, và hạnh phúc nó thuộc về cái tiêu cực. Đó chính là họ hiểu biết được, ý niệm được cái sự sống của mình, hiểu được, biết được, giữ gìn được cho cái sức khỏe của mình, hiểu được, biết được và tu dưỡng được cái đạo đức, cái hành vi của con người mình. Đó cũng chính mới là cái hạnh phúc. Quý vị biết, chúng ta ăn á, ít một chút xíu thì chúng ta sẽ ăn được nhiều. Nếu chúng ta ăn quá nhiều cái điều gì dầu cho là ngon thì nó cũng không còn ngon nữa. Bởi vì cái vật gì mà nó ngon á, ít nó mới ngon. Chút chút như vậy mà nó là một cái mồi nhử. Nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Một cái đồ quý, một cái quý và cái sự ăn uống đi, ví dụ giờ được một món ngon, được một bịch kẹo ngon, mà chúng ta ăn cho nó đã thì nó không còn ngon nữa. À, mà mỗi ngày hay là một ngày chúng ta ăn 2-3 cục kẹo ngon, chúng ta ví dụ vậy đi, rồi chúng ta cảm thấy nó ngon hoài. Thì ở đây trong cuộc đời này cũng vậy, ít mà nó lại quá tuyệt vời đó chứ, so với những người khác không có. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, về cái hỏi là hạnh phúc nằm ở đâu, thì có thể nói rằng đây là một cái ý niệm mà tất cả mọi người nó có một cái sự suy nghĩ riêng. Và chính con có là cái sự thảo luận suy nghĩ là như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung tỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy ạ. Sao thú kính trực thượng tọa tuyệt quyền. À, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng còn nghe được, xin thỉnh thượng tọa con nghĩ trở lại. Thượng tọa Pháp Đăng, theo Phật Pháp đó, thì vô minh và ái đó, nó bao phủ toàn diện đời sống của chúng ta. Hầu như là cho dù là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chỗ nào cũng có mặt của vô minh và ái hết. Như vậy thì chúng ta có nên có cái mặc cảm như là các tôn giáo nói là mặc cảm tội lỗi không? Khi chúng ta nói ái nhân sinh đau khổ, hay là chúng ta nên nhìn nên quan niệm ái dục đó nó khác hơn là người ta quan niệm về như là một mặc cảm về tội lỗi. Kính thỉnh thì họ đặt. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Thì trong câu hỏi thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì Đức Phật thì ngày dạy chúng ta biết nhận định rõ ràng về cái sự thật. Ví dụ mình còn luân hồi, mình biết mình còn luân hồi thì mình tạo những cái thiện nghiệp. Chúng ta cũng thấy những cái câu hỏi của Hoàng hậu Malika, hoàng câu hỏi của vua Basenadi vậy đó. Nếu mình biết thương cái tự ngã thì mình làm gì? Thì Đức Phật nói rằng nếu mà người nào biết thương cái tự ngã, nghĩa là biết mình còn luân hồi, mình biết mình có cái tự ngã, thì mình hãy làm những việc thiện, làm việc thiện, việc tốt đó, đó là mình thương cái tự ngã của mình. Rồi cũng như vậy, nếu mà mình nói rằng mình còn ái hay còn vô minh, mình biết. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng mình biết đó thì mình mới có thể làm cho mình tốt hơn được.
À, thí dụ một cái người biết mình bệnh đó, thì mình giữ gìn sức khỏe để mình, hoặc là mình ăn uống, mình ngủ nghỉ, hoặc là mình tránh mưa gió này kia nọ nó tốt hơn, mình ít bệnh. Còn cái người mà không biết mình bệnh đó, thì nguy hiểm. Thì cũng vậy, khi mình nói rằng mình biết mình có ái, có vô minh đó, mình vẫn biết mình có sự luân hồi đó, thì mình vẫn tạo những cái thiện nghiệp cho mình làm người được thông minh, hoặc làm người có điều nhiều được điều thuận duyên để mình dễ tu tập. Bởi chúng ta thấy rằng ở đời, ví dụ như người mà họ có phước, họ có của cải tài sản á, thì họ, một là họ bố thí cúng dường được, họ nuôi nuôi vợ con, nuôi nuôi cha mẹ, cúng dường sa môn bà la môn được. Nhưng nếu một người cũng sanh làm người mà không có tài sản, không có của cải đấy, thì điều đó rất là khổ, rất là khổ cho mình cũng như khổ cho người thân của mình, mà mình khó cúng dường sa môn bà la môn. Thì cũng như vậy, khi mình nói rằng mình biết mình có ái, biết có vô minh á, mình biết mình vẫn là cái người luân hồi, thì mình tạo những cái thiện nghiệp nào mà tốt nhất theo cái lời dạy của Đức Phật, để rồi sau khi mà mình luân hồi trở lại đó, mình có những cái thiện nghiệp. Quý vị biết rằng cũng có nhiều người đó, họ sống nhắm mắt đưa chân, họ sống quầy sống liều á. Rồi có nhiều người họ nghèo khổ, hoặc là họ gặp những điều bất hạnh bây giờ, thì họ lại không có tin nhân quả, họ không có sợ tội phước. Có nhiều người như vậy quý vị, chứ không phải là họ biết sợ đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta gọi Đức Phật nữa là người từ bóng tối vào bóng tối nữa đó. Có nhiều người họ sanh làm người, họ mình nói rằng nói chung là họ thiếu thốn cái tình thương, thiếu thốn của cả tài sản, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm việc ác nữa quý vị. Nên Đức Phật này nói những người đó họ từ bóng tối vào bóng tối nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà từ bóng tối đi trong sáng, Đức Phật này vẫn khen là mình biết mình còn vô minh, còn tham ái, mình làm những cái điều gì tốt, mình làm gì cho nó thuận lợi, mình làm gì có duyên với Phật Pháp, chứ đừng làm ác duyên. Mình làm cái duyên lành là mình làm sao mà mọi người họ nhìn nó thương, họ mến mình đó, thì kiếp luân hồi họ dễ độ mình. Còn mình làm việc ác cảm á, thì chắc chắn là sau này mình cũng muốn đi tu cũng không ai cho mình tu hết ấy. Có những trường hợp như vậy. Thành ra nhiều khi mình thấy cái đó là cái ác hạnh mà người đó làm, là người đó chịu khổ đau thôi. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái tham ái và cái vô minh á, nếu mình biết á, thì mình vẫn tạo cho mình vẫn tạo cho mình, vì mình biết mình luân hồi và mình biết làm sao mà để dứt luân hồi. Thì Đức Phật này nói rằng giống như mình té trên đất, mình phải dịnh đất mà đứng lên, chứ không phải là mình té dưới đất rồi mình đứng trên hư không được. Mình có ái thì mình vẫn biết mình có ái, thì giống như mình té dưới đất, mình đứng lên, mình chống tay dưới đất mình đứng lên vậy. Mình biết mình có vô minh á, thì mình cũng giống như mình chống tay dưới đất mình đứng lên vậy. Cái người mà họ không biết mình có ái, có vô minh á, thì người này cũng nguy hiểm. Nên Đức Phật nói ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu, thật là ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Thì rõ ràng Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta biết được á, mình có những cái phiền não, có những cái sự luân hồi đó, thì mình tạo cho mình cái thiện nghiệp gì mà Đức Phật ngài nói đưa đến sanh y đó. Có nghĩa là cái thiện nghiệp nào đưa đến sanh y, và cái thiện nghiệp nào nó có thể liên hệ đến tương lai, đưa đến đạo chi để mình chứng đắc được đạo quả, chấm dứt luân hồi. Điều đó là Đức Phật gọi là người khôn ngoan. Cái người mà biết mình như vậy thì mình làm cho mình để mình có thể vượt lên đấy, chứ không phải là mình thật sự. Là quý vị biết rằng những bậc thánh tu đồ quần nó cũng vẫn có chồng có vợ. Chúng ta thấy như bà Visakha lúc mà 7 tuổi bà đặt đạo quả tu đồ quần rồi sau này bà cũng lập gia đình, cũng có nhiều người con. Hoặc là chúng ta thấy 500 cái người thiếu nữ đi theo bà Visakha lúc mà 7 tuổi đó đều đặt đạo quả tu đồ quần hết. Và sau này thì những người đó cũng đều lập gia đình hết. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái người mà họ thương mình đó, họ thường tạo thiện nghiệp. Họ biết mình còn luân hồi 7 lần nữa, thì họ cũng vẫn chuẩn bị cho những cái kiếp luân hồi của mình tốt hơn. Mình vẫn biết mình có luân hồi, cũng giống như mình biết mình đi xa thì mình phải chuẩn bị gì cho mình đỡ khổ trên con đường rồi đoạn đi xa, chứ không có nghĩa là mình biết mình đi xa rồi mình nhắm mắt đưa chân làm liều để mình đánh cuộc với mạng sống của mình, không nên làm vậy. Thì Đức Phật cũng dạy như vậy, chúng ta là người không phải là mặc cảm tội lỗi, mình biết rằng cái sự luân hồi của mình có là như vậy.
Và các bậc thánh mà trong vòng luân hồi cũng giống như mình vậy, nhưng mà các ngài cũng làm y như vậy. Và bây giờ các ngài chấm dứt luân hồi thì bây giờ mình cũng làm giống như các bậc thánh thôi, mình làm giống như các bậc thánh, mình vẫn tạo những thiện nghiệp công đức, mình vẫn tạo những cái duyên để giác ngộ giải thoát. Sao mình được giác ngộ giải thoát như vậy thì mình không phải là mặc cảm tội lỗi. Mà nếu mình biết mình có tham, thật sự mình biết trong lòng mình có tham thì mình vẫn biết, chứ không phải không biết. Mình biết mình có tham, vẫn biết mình ưa thích thì mình vẫn tạo những cái thiện nghiệp nào đó để cho mình được hạnh phúc trong tương lai, những điều đó giúp đỡ cho mình, để cho mình tu tập được, để cho mình tạo thiện nghiệp công đức được, điều đó Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên có. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì cũng còn ít phút, không biết Thượng Tọa có tiếp tục điều học để hỏi nữa hay không. Còn nếu còn nói gì thêm thì con thỉnh Thượng Tọa bây giờ con xin gửi mic lại Thượng Tọa. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thưa quý Phật tử, đề tài về ái là một đề tài không có đơn giản để mà chúng ta hiểu. Đức Phật Ngài dạy rằng chính ái dục là nguyên nhân của đau khổ. Ở đây chúng ta thấy qua bốn cái phương diện. Phương diện đầu tiên đó là chính ái dục đó khiến cho chúng ta bị dính mắc hay là bị vướng vấp. Giống như mình đi đường mà tự nhiên cái quần áo mình nó bị dướng vào sợi dây gai, ví vào cái hàng rào cảm gai chẳng hạn, thì chúng ta không thể đi tới được. Thì một ở trong những cái hệ lụy trước nhất của ái dục đó, nó làm cho chúng ta dính mắc một thứ đó và chúng ta không thể nghĩ đến những thứ khác. Dạ, ở trong đời sống này thường thường là nó có trăm muôn ngàn thứ, nhưng mà ái dục có khiến cho chúng ta kẹt vào một thứ, hai thứ nào đó. Điều thứ hai là ái dục đó, nó tạo nên những cái phó sẵn. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng ham muốn thì sanh lo âu, ham muốn sanh ra sợ hãi. Nếu mà mình không có bận tâm, mình không có thích cái gì đó thì ai có lấy đi mình không có sợ, ai có lấy mình không có lo. Nhưng mà cái đó là cái mà mình quá muốn, quá thích đó, thì người khác lấy đi mình rất lo sợ. Và chúng ta càng có nhiều cái mà mình thích trong đời sống thì mình càng lo sợ nó mất đi. Cái phản ứng đó, đó nó là một thứ khổ. Và điều thứ ba đó, mà chúng ta biết rằng ái dục đó, nó ảnh hưởng qua nghiệp. Như hồi nãy quý vị nghe Thượng Tọa đang nói là chúng ta có những cái ái dục trong cảnh dục, ái dục cái sắc giới, ái dục vô sắc giới. Và ái dục đó nó khiến cho chúng ta tạo những cái nghiệp tương ứng đó để đi tái sanh vào những cõi đó. Thành ra cái gọi là nghiệp hữu đó, nó luôn luôn dẫn đến sanh hữu. Nhưng mà cả nghiệp hữu và sanh hữu đó nó đều bị chi phối bởi ái dục hết. Tức là nghiệp và quả của nghiệp đó nó bị chi phối của ái dục. Vì ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận rằng về yếu tố này thì nó rất là rộng, đôi khi chúng ta không có hiểu hết. Lấy ví dụ như là tại sao có những chúng sanh sanh ra là một con vật có nhiều màu sắc, những chúng sanh sanh ra không có nhiều màu sắc. Có những chúng sanh sanh ra họ ngủ ly bì, ngủ rất nhiều. Có những chúng sanh ra lăng xăng rất nhiều. Mình nhìn thấy như vậy nhưng mà mình không biết được rằng do cái thói quen, do cái ái dục ở trong quá khứ nó tương đương với điều đó. Ở đời này nó cũng có những cái chiêu cảm như vậy. Và thứ thì có một thứ, một phương diện khác về ái mà khi chúng ta học về Phật Pháp chúng ta nên biết đó, là ái dục không giận thì thỏa mãn được hết. Nó tương tự như là ngứa. Chúng ta ngứa thì chúng ta chỉ có trị bệnh ngứa hay lấy thuốc thoa thôi. Chứ gọi là gãi đó, gãi cho đã ngứa thì thật sự càng gãi càng ngứa. Chứ tôi không biết ở đây có vị nào mà bị bệnh ngứa mà gãi mà hết ngứa chưa. Nhưng mà thật ra mà nói thì khi mà mình ngứa thì mình ngứa thì mình làm gì mình gãi. Tự nhiên mình gãi. Và mình gãi cái bản năng của mình nghĩa là gãi nó đã ngứa, đúng là gãi đã ngứa. Nhưng nó sẽ tiếp tục ngứa nữa. Thì ái dục cũng vậy. Ái dục đó là nó khiến cho chúng ta nô lệ, khiến cho chúng ta mãi mãi thì có bao nhiêu cũng không đủ. Và một cái người mà có Phật Pháp mà khác với người không học đó là chúng ta hiểu được là
cái sự ham muốn đó là vô tận, ham muốn đó là không bao giờ có thể chấm dứt được. Và có thể nói rằng nếu chúng ta tiếp tục nô lệ cho nó thì suốt cả đời này, nhiều đời đời từ đã vô lượng cái quá khứ đến nhiều đời tương lai, chúng ta cũng không bao giờ thỏa mãn hết. Tại vì sao vậy? Mình muốn làm vua, rồi khi được làm vua lại muốn chuyện khác, rồi muốn chuyện khác có được chuyện khác, muốn chuyện khác nữa. Thế gian là khiếm khuyết nô lệ cho tham ái. Chúng ta nô lệ cho tham ái. Do vậy, về điểm này chúng ta rất là cần để hiểu những cái khía cạnh của ái dục. Và bản thân của Đức Phật ấy, trong những cái suy nghĩ đầu tiên sau khi Ngài thành đạo đó, thì Ngài khẳng định rằng đã luân hồi bao nhiêu kiếp, Ngài không tìm ra cái nguyên nhân để tạo nên ngôi nhà đau khổ. Bây giờ đó, thì Ngài đã nhận ra được chính là khác ái, là tanh ha. Và khi Ngài nhận ra đó, thì Ngài phá tan tất cả rui mè kèo cột để cho cái khác ái không có xây dựng được một ngôi nhà sanh tử mới, cái thân sanh tử mới. Thì cái câu nói đầu tiên của Đức Phật không dễ để chúng ta thử nghiệm đâu. Tất cả chúng ta đều muốn được thích với năm cảnh dục gọi là dục ái. Tất cả chúng ta đều muốn được hiện hữu, muốn như thế này. Và tất cả chúng ta đều muốn là không như thế kia. Thì cái mà thích đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon vị, mùi thơm vị ngon xúc lạc, và cái muốn là tôi sẽ thế này hoặc tôi không thích như thế, nó là một cái đòi hỏi muôn thuở, mà đòi hỏi nó không vừa thỏa mãn hết. Chúng ta đã có bao nhiêu lần vụng dại trong cuộc sống mà mong và rằng mình là người thế đó, rồi cuối cùng thì chúng ta cũng không được như vậy. Và do vậy chúng ta nên có thời giờ để suy tư về ái, một đề tài rất là lợi lạc để biết, và thưa rằng đây là một đề tài không đơn giản để chúng ta hiểu. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con khai ma thay mật đệ chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phận hành trong học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng còn kính chúc chư tôn đức tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Yang kim chích của la ka mang ka pa pa giri yam mang ka yi na vai cha manasa di da se su ka tang ka tang yi ta ta sa nhi no a ti ye ya sa ta sa nhi no ka tang bu nya pa lang mai an sa pi pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su yi tang ye nang bu nya pa lang ma ya ye cha ta Anacchananti deva dantva viveka yumta pe lokam Iye sata chivanta arane dukkha manunyam pojanam
Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao điện gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phun quả thị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa Oh, no.